Hai, xin chào tụi các bác. Em sẽ review cho các bác xem một mẫu điều hòa giá rẻ nhá, chỉ hơn 4 triệu các bạn. Con này là con máy 10.000 các bạn, 10.000. Máy 10.000 đấy, cực trâu luôn. Công suất nó cực cao, máy 10.000 mà. Thường thường máy 9 đến máy 10 nó chênh nhau, công suất nó cao hơn một tí. Đấy, ví dụ con máy kia chạy được khoảng 12 mét vuông thì con này chạy được khoảng 13 14 mét vuông. Đấy, như con máy 10.000 này, 10 của Latiola. Đây. CS257TB. Đó. 257TB, 100V. Điện 100V, nặng nóng nặng lạnh nặng 7,5 kg các bác ạ, 7,5 kg các bác nhá. Đấy, em sẽ quay sơ qua về cái tem của nó. Như cái tem của con này cũng vậy thôi. CU, nó là CU chứ không phải nó là CS nữa nhá các bác nhá. CU 257TB, 100V. Đấy, ga 9 nạng ga. Đấy, 410 ga 410 các bác ạ, 410. Đây, hình thức cực đẹp luôn, cực đẹp. Giá cực hấp dẫn. Đây. Dàn nóng này. Nóng của con máy 10.000 thì đây. Con này đây em đã bỏ khiển vào trong này hết các bác nhá, bỏ khiển hết rồi. Các bác cần inbox cho con máy này, máy 10.000, 10.000 BTU. Chạy cực trâu, cực chất. Điện cực tiết kiệm luôn. Như con này chạy 1 giờ là bao nhiêu tiền điện để em xem vào đây. 1 giờ của nó chạy có 640W. 640W các bác nhá, 640W. Đấy. Đây, 640W đây. Cuốn. Đây 640W đây các bác nhá, 640W. Tiết kiệm cực luôn. Mà nói chung là siêu đẹp các bác. Như con này bây giờ em báo ba giá luôn các bác. Với giá là 4,8 triệu. Các bác có điều hòa rồi. Đấy, chỉ có giá 4,8 triệu thôi. Inverter tiết kiệm điện 2 chiều các bác. Giá cực kỳ hấp dẫn. Máy 10.000. Đấy, không ở đâu có thể rẻ hơn mà đẹp hơn được như con này. Cực đẹp. Siêu đẹp luôn các bác. Sáng bóng như mới. Nhà em mới cho sơn hết rồi. Như con này sơn hết rồi. Em mới để trần mộc như vậy, sơn như vậy không tem tiếc gì. Em chỉ bằng dính xanh thôi. Cực đẹp. Không có gì đẹp hơn được con này. Đấy. Các bác nhá, các bác cần inbox cho em hoặc là liên hệ trực tiếp em theo số điện thoại là 0961519122 các bác. 0961519122. Zalo cho số điện thoại đấy các bác nhá. Đấy, các bác mà thấy video mà hữu ích thì các bác chia sẻ giúp em để em có động lực làm video hơn. Vâng, cảm ơn các bác rất nhiều. Chúc các bác một buổi tối thật là vui vẻ các bác nhá. Với giá 4,8 triệu các bác có điều hòa 10.000 Natiula. Đấy các bác, chạy cực trâu, cực chất, inverter tiết kiệm điện các bác nhá. Các bác cần inbox cho em. Rồi, cảm ơn các bác rất nhiều ạ.